Đây lạ quá, lần đầu tiên đi vào chỗ này. Đây rẽ một vòng lần này. Vâng. Đây là khu 365. Đây em bảo sau metro thì chả sau đây là gì nữa. Vâng, từ đây nè. Khu này như kiểu đây là khu đô thị Văn Phú hay gì. Gần đấy. Đây có tòa nhà mới xây đẹp ghê. Chọc trời. Lại đi lượn vòng vòng. Đây cũng phở Lý Quốc Sư, chả thấy đông như số 10 phố Lý Quốc Sư nhỉ. Phở thương hiệu khác nhỉ. Vâng. Cái đi được không? Chậm vòng một vòng trong khu này. Chưa Văn Phú ở bên kia nhỉ. Chưa biết là cái khu này là khu nào. Kìa có cả cháo ếch Singapore kìa. Có khi phải đi từ từ xem gặp bác nào hỏi. Không biết được đây là đâu nữa. Để cứ đi xong rồi để search Google xem. Sợ điều chỉ chuyện bán chó mèo. Đây, quán này hỏi đây. Anh ơi cho em hỏi là cái chợ bán chó mèo buổi sáng ấy ở đâu nhỉ? 365 ấy. 365 ở bên này. Trong này anh. À vâng. Đi quay lại. Nhà này mới xây. Quanh đường này rồi, cái gió to đấy. Mình nhìn thấy cả cái vòng cổng chợ ấy luôn. Đây là ai? Trung tâm đúng rồi. Giao thương 365 thì ở hình dung rồi. Cái cổng này này. Ok, đây là buổi sáng bán đây. Đi vòng một vòng vào trong này nào để hôm nào vào nào. Đây, đồ cổ, đồ cũ này. Đứng đây để xem là lịch nhỉ. Khu thể thao cây xanh Hà Đông. Thôi được rồi. Đi lượn phòng quanh chợ này. 5/15/20 là à đấy, phiên chợ đấy. Mùng 5 đúng không? Âm lịch thì phải. Chính là ngày hôm nay. Hả? Chính hôm nay mình rồi đấy. Ừ. Đấy, thời gian này. Buổi sáng đây đóng hết rồi. Ok, đã hình dung ra rồi.
Ủa, bên kia có dãy Tùng Nhật hãng nhỉ? Không biết của đại gia nào không biết. Ok, biết chỗ này rồi. Thế buổi sáng mình phải đi sớm rồi anh. Nhưng mà chỗ này kiếp nhỉ? Mấy tòa nhà này ác chiến đấy. Ta cứ xem. Hả? Ta cứ lấy xem. Vâng. Hồi kiếp ơi. Tòa nhà Hyundai. Chả hiểu chỗ này nó là chỗ nào nữa. Chỉ biết nó rất là sầm uất. Đây là tòa nhà Hyundai. Hyundai Hin gì? Hin State, Hà Nội. Đây là lạ, lần đầu tiên ở đây. Olympia trong trường thì bên cạnh thì đây là trường học trường. Chắc là thuê xây lên cái cho này mát đấy. Lắm. Không hiểu khu này khu nào nữa, hoành tráng phết đấy. Đường Hyundai Hà Đông. Đường Hyundai Hà Đông. Đường đấy là đường Hyundai. Mình biết rồi. Hôm nay là mùng 10 đúng không? Dầm mà. Từ nay đến dầm mà. Dầm thì nó vào thứ 6 tuần sau à. Ban chỉ huy quân sự to thế. Đi lung tung chả biết chỗ nào. Rẽ trái hay rẽ phải. Thực ra Hà Đông đúng là rất là giàu nhờ. Hà nào ngày xưa nó bộ mặt của Hà Tây. Cửa ngõ của thủ đô. Là chạy hết sâu xuống đường 365 Tô Hiệu đấy là đến. Đây gọi là metro, metro Hà Đông. Mê Linh và Plaza Hà Đông họ gọi là metro. Metro Hà Đông. Đẹp hết. Đẹp mà. Thank you.
đi xuống, đi lên mới là đi về chứ. Rẽ phải đi thôi. Lại thích đi lên đấy à? Hòa Bình à? À, lên Hòa Bình về miền ngược đấy, không có cái cầu này thì không có cầu, say nắng lắm. Đâu bây giờ đấy, đi dần dần về khu Hồ Tây à? Tây á? Vâng, anh công an kia ra tóm ai không biết. Thôi đừng đi sao, à đi vào làn này. Ừ đúng không, vào làn này là rẽ. Cứ bình tĩnh mà đi nào, sao đây? Đóng chân gì hết. Ông ấy nhìn béo ấy.